Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương, dồn dập tấn công Trung Quốc. Trong suốt những ngày vừa qua, khi dòng lũ gào thét trên cây cầu ở góc núi phía Nam thì mưa bão, lũ lụt thường niên vẫn chưa ngừng nghỉ. Miền Bắc lũ quét, sạt lở đang quần thảo và vùng ảnh hưởng lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng, sáng cấp vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc khiến các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại to lớn. Cộng thêm tình trạng lở đất vào rạng sáng nay tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội của người dân ở chung cư, chính quyền Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng ứng phó sơ cứu người dân. Chỉ sau 3 ngày, mưa lớn đã gây thiệt hại rất lớn và làm hơn 208 người thiệt mạng. Các nước địa phương nói với hãng tin AP, chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể tại huyện Chu Phúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở sông Thanh Hải. Hiện nay, nhiều quận huyện bị ngập nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng nhất là trong sáng nay, một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng, trong đó có một ngôi trường tiểu học khiến 24 trẻ em bị cuốn trôi. Các nhân viên cứu hộ đã đưa 11 thi thể trẻ em từ vùng đất trở về sau nhiều giờ, 13 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc nói rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hiện nay nhiều người báo cáo người thân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiện đang tích cực xây dựng hệ thống cảnh báo về thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News cho biết, có 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây Bắc Thanh Hải đã bị ngập lụt và hư hỏng nặng, 3 cây cầu treo cũng bị phá hủy hoàn toàn. Do ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ liên tục, miền Nam Thanh Hải đã ghi nhận số người dân phải sơ tán ở đây đạt mức báo động. Ngoài ra, thiên tai cũng phá hủy nhà cửa, hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến cho chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên biệt tới các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,5 triệu đô la để cứu trợ. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Những cơ sở hạ tầng, đường ray, tàu hỏa bị hư hại nặng nề, mặc cho đất liền phải hứng chịu thiên tai, mất mùa, đói kém, triền miên. Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, ông ta không hề mảy may gì đến Trung Quốc, vẫn tăng cường đem quân đội xuống Biển Đông, chiếm cho bằng được Trường Sa hoặc Hoàng Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn. Trong đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng 6 chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh, phía Tây của đất nước với nhiều đô thị, trong đó có Thành Đô bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết lượng mưa lớn của Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống khu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay. Do đó, nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang cảnh báo cao độ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thiên tai, thảm họa và những dị tượng kỳ lạ tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc. Sau cơn cuồng phong có hình dạng quái lạ, vừa rồi là mưa lớn và gió giật mạnh ở khu đô thị Bắc Kinh, biểu tượng sức mạnh và niềm tự hào của nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được thần sấm thần sét ghé thăm và đánh trúng. Nhưng có vẻ như cuồng phong lần này dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc vì những tội ác đã gây nên. Thế nhưng phải chăng sự việc lần này chỉ gây nên những bất hạnh bi kịch cho người khác mà thôi? Sau đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 làm cho hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng. Một lúc sau, đợt sét thứ hai đã đánh sập hoàn toàn đường dây kết nối internet cũng như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người làm việc tại đây, gây bàng hoàng dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ông Lã Chí Trung, một quan chức tại Cục Quản lý Phòng chống thiên tai Trung Quốc cho hay, chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do sét đánh, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, thông báo rằng tôi xin gửi lời chia buồn đến những gia đình có nạn nhân ở trong thảm họa vừa qua, một cư dân thủ đô chia sẻ. Đây là hai vụ sét đánh chết người khủng khiếp nhất xảy ra trong năm gần đây. Chính quyền địa phương đã buộc phải cảnh báo người dân cảnh giác, hãy ở yên trong nhà vì đợt dự báo thời tiết trong những ngày tới có thể có những diễn biến xấu hơn do các ca tử vong ghi nhận vào tháng 7, tháng 8 hàng năm là rất cao. Năm nay cũng có hơn 2.200 người Trung Quốc đã bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người dân Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn ở những nước khác nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Trước đó, ở khu vực miền Đông Trung Quốc đã từng ghi nhận có 3.222 vụ đánh chỉ trong vòng 13 giờ. Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Trung Quốc là khu vực có đông dân cư sinh sống. Mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo toàn sinh mạng và mạng sống cũng như bảo vệ mùa màng của họ mà họ đã cố gắng dày công xây dựng. Trong khi đó, ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 7, sau khi chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên, sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé toạc cả bầu trời đánh vào đỉnh tháp truyền hình trung ương Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng. Tia sét cũng đã khiến một vùng trời như rực sáng, lửa bắn tung xung quanh nơi khắp nơi. Chỉ vài giây sau, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã sập hoàn toàn, gây ra cái chết và làm bị thương cho hơn 64 người đang làm việc tại đây, gây kinh hoàng cho dư luận thế giới. Kính thưa quý vị, mưa to gió lớn kèm theo lũ quét vòi rồng cũng đã ập về cuốn trôi máy phát điện ở đập Tam Hiệp, khiến cho 300 triệu người dân mất điện. Theo đài truyền hình truyền thông Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại đất nước này vẫn đang diễn ra rất căng. Đã bước sang ngày thứ 35 nhưng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục tàn phá Trung Quốc, khiến lũ ở nhiều địa phương vẫn ồ ạt đổ về bốn con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ lên tới 1,6 m. Đáng chú ý nhất là sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp. Lũ quét vòi rồng hôm nay lại tiếp tục xuất hiện, khiến một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới bị cuốn trôi trong vòng chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh thành phố phía nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 300 triệu người dân Trung Quốc sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to âm mưu và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục sút xuống. Trung Quốc làm cho những con đê không chịu đã bị vỡ, và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà. TV, tủ lạnh, xe hơi trôi nổi khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét leo ra đường để trục vớt. Kính thưa quý vị, hôm qua truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm cho nước dâng cao nguy hiểm đến con đập này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại hồ chứa đạt 164,18 m, cao nhất kể từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, đón nhận trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 60.000 m3 trên giây. Hồ chứa Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 m3 trên giây vào lúc 10 giờ sáng và 55.000 m3 trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày. Nhưng lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp lên tới 61.000 m3 trên giây. Đây là một lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được, và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng nghìn ngôi nhà bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp (MEN) của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam chịu ảnh hưởng rất nặng, khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động lũ lụt gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại con đập vẫn đang trong tình trạng nguy cấp. Các thông tin trên mạng nói rằng con đập đã vỡ hoàn toàn là không chính xác. Theo hãng tin CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần do sự nóng lên toàn cầu, cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng tin CNN của Mỹ cho biết mùa hè năm nay, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố, làng mạc tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới 37 triệu người dân và khiến 159.000 khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ để so sánh với trận đại hồng thủy năm 1993 dọc sông Mississippi và các nhánh sông của nó. Một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ đã khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1% so với lũ lụt của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc đã bắt đầu ở miền Nam, Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 và những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây và phía đông tỉnh An Huy, ở phía nam tỉnh Hồ Bắc. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt được nâng lên mức cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước ở 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt kỷ lục theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gọi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lịch sử năm 1998 khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15.000 người mất nhà cửa. Nghe tới đây, chắc chắn nhiều quý vị và các bạn đã đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy. Xin thưa quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do của nó. Trung Quốc vào mùa lũ gần như ngày nào cũng có lũ lụt. Sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường. Ở một số nơi, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh. Trong năm nay, sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, nhưng xét trong một thời gian dài thì nó rõ ràng sẽ nóng lên toàn cầu, đã dẫn đến sự gia tăng tần suất, cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2021 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc. Kể từ những năm 90, tần suất nguy cơ cực lớn đã tăng đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần mức độ nghiêm trọng lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không trồng cây, xây dựng hệ thống những con đập thủy lợi để ngăn nước, hòng tích trữ điện năng gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước láng giềng xung quanh. Hiện dòng nước Mê Công chịu ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng trên dòng chính con sông này tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây dựng đập cho trên con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích hồ Ba Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu, hạ lưu sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Nếu như bị vỡ, 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, share và comment. Nhấn chuông đăng ký để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.